Hot Apple sẽ tung iPhone 9 vào ngày 15 tháng 4 thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2026 giờ sáng, GMT 7 theo các tin đồn mới nhất. Apple sẽ công bố iPhone SE 2 hoặc iPhone 9 vào ngày 15 tháng 4 tới đây, sự kiện iPhone 9, iPhone SE 2 sau khi chuỗi bán lẻ Best Buy bán phụ kiện được xem vỏ iPhone của iPhone 9 với màn hình 4.7 inch. Một tin đồn mới từ John Prosser tuyên bố rằng Apple hiện đã tổ chức các cuộc họp nội bộ để quyết định ngày phát hành cho iPhone SE 2 hay iPhone 9. Được biết cuộc họp tạm thời quyết định công bố điện thoại vào ngày 15 tháng 4 và sẽ giao hàng một tuần sau đó. Vào ngày 22 tháng 4, người dùng Twitter John Prosser nói thêm rằng Apple đang vận chuyển iMac tới các nhân viên bán lẻ được chọn để làm việc từ xa. Các nhân viên này có nhiệm vụ hỗ trợ bán hàng và kỹ thuật cho khách hàng. Prosser trước đây cũng đã từng tuyên bố rằng đã có một cuộc họp báo về iPhone mới vào ngày 26 tháng 3 nhưng chưa đề cập tới nội dung cuộc họp báo này. Tin đồn về iPhone 9, thông báo của ông tương đồng với các nguồn khác gần đây cho rằng iPhone 9 giá rẻ đang đi vào quy trình sản xuất cuối cùng. Đồng thời, nguồn tin cũng phù hợp với tuyên bố trước đây của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, điện thoại sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2020. Phiên bản cập nhật cho iPhone SE ban đầu đã được đồn đoán liên tục trong vài năm nay, bắt đầu từ năm 2017 và có lẽ người dùng không thể chờ lâu thêm được nữa. Bất chấp dịch bệnh, Apple vẫn có kế hoạch bung lua iMac iPad mới. Apple dự định sẽ phát hành HomePod, iMac Apple Watch Series 6 và iPad mới vào năm 2020.